Bố ơi bố. Cái gì? Sao bụng của mày càng ngày càng to thế hả con? Béo bụng gì mà càng ngày càng to? Hay là mày đang có bầu với thằng nào rồi? Nói mau. Không đâu bố, con làm gì có bầu với thằng nào đâu. Con bị béo bụng mà. Mày bảo mày béo bụng đúng không? Đây để tao đập viên gạch vào bụng mày á, để xem phải béo bụng không nhá. Thôi 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 bố ơi, bố đừng làm thế. Thế bây giờ mày cai mau, mày béo bụng hay là mày có bầu? Bố ơi, con nói bố đừng đánh con nhá. Chả là con có bầu bố ạ. Đấy, tao biết ngay mà. Béo bụng làm gì mà lại to như thế này được. Mà mày ấy, dạo này ấy, tao thấy rất chi là khác thường này. Ăn nhiều này, mặt mũi cứ béo phính nha. Chốt lại bây giờ mày có bầu với thằng nào, khai ngay. Bố ơi, con không dám nói đâu. Bố ơi, con xin lỗi bố. Đấy, tao biết ngay mà. Mày làm sao mà biết được, yêu cho lắm vào. Yêu một lúc chục thằng một. Bây giờ bụng chảy thây ra. Mày không khai thật nhá, có bầu với thằng nào mà chết với tao luôn. Bố ơi, con có bầu với anh gấu xám bố ạ. Cái gì? Mày có bầu với thằng gấu xám à? Hả con? Ôi giời ơi, sao mày lại có bầu với nó? Nó đã lé rồi lại còn ngọng nhà lại nghèo. Mờ mày có bầu với nó lấy mai mày đẻ ra thằng con mắt chột à? Hả? Ở làng bao nhiêu thằng gia cảnh tốt lại còn đẹp trai mà không yêu. Đi yêu mẹ có bầu với thằng bách khỉ. Mày bôi gió chắc chấu mà tao hả con? Mờ có phải chắc chắn là con của nó không? Tao với mày yêu bao nhiêu thằng cơ mà? Chắc mà bố của nó đây. Trời ơi, cả đời tao ấy có mỗi một đứa con gái thôi mà bây giờ lại xảy ra cái lông lỗ như này. Thôi được rồi, không khóc nữa. Bây giờ mày đi bảo nó mang chầu cau đến đây, tao tổ chức cho mày mấy mâm. Vâng, con đi luôn đây ạ. Con dại cái mang, cả đời mình có mỗi đứa con gái, nó bôi do chắt chấu mặt mình. Mà như này mình ra ngoài mình nhìn mặt người ta thiên hạ kiểu gì đây. Cái đồ ăn cơm trước kẻng, đĩ thật sự luôn ý. Anh Bách, anh đi đâu đấy? Anh nhìn đi, bụng bây giờ nó to hơn rồi này. Cái gì? Bụng to anh đừng quay hình đạo, cô bị điên à? Anh là đồ khốn nạn, không có anh ý mà bụng to to được như này à? Cô yêu mỗi lúc 10 thằng, chứ lúc cô yêu tôi, cái bụng của cô nó cũng hơi to rồi. Chết chắn của con trong bụng của cô không phải là của tôi. Cô yêu bằng khác mà giải quyết. Đúng là tôi có yêu một lúc 10 anh, nhưng mà từ khi yêu anh, bụng tôi mới trở ra như thế này. Anh mà không chịu trách nhiệm, tôi phải tôi mách bố. Trời, mày kiếm mà vừa mách bố. Mày phải mách bố như nào thì tao không chịu cách trách nhiệm đâu. Mày mách bố mày phải mãi đi. Thôi mày đi về, hãy em đi về. Anh nhớ đấy, tôi sẽ bảo bố tôi dàn cho anh một trận. Bố ơi. Lại làm sao? Thế là không dám đâu, tao đâu không đến. Mình có lại về thế này. Dạ bố ơi, thằng gấu xám nó không nhận con bố ạ. Đấy, tao biết ngay mà, cái thể loại này tao gặp rất nhiều rồi. Đấy, mày bôi rót chất chấu vào mặt tao, mày sướng nó lắm vào. Bố ơi, con biết lỗi rồi, bố cho con xin lỗi bố nhá. Thôi được rồi, không ông nữa. Bây giờ mày đưa tao đến gặp nó thì tao dãi nó một trận. Vâng. Đi. Mày có nhìn đi hay không? Mưa gió này em, tao chưa đủ khổ à? Mưa gió ướt cả người, tao phải đi xử lý cái thai của mày đây. Bố ơi, con xin lỗi bố, lần sau không thể nữa. Cái gì? Lẽ con là sau nữa? Hả? Mày muốn là sau à? Nhục nhá. Thằng gấu xám đâu rồi? Đây rồi, thằng gấu xám rồi. Mày làm con gái tao có bầu, bây giờ mày thế nào? Mày không định đây không chịu trách nhiệm đúng không? Cháu là con gái bác có bầu đâu. Trước khi con gái bác yêu cháu, cái bụng nó cũng hơi to rồi. Con gái tao ấy, từ trước đến giờ nó béo bụng, bụng nó thế thôi. Còn từ lúc nó yêu mày, bây giờ bụng nó mới vượt quá giới hạn như này này. Chắc chắn cái thai không phải là của cháu mà là của khác. Cháu không phải là thằng ốc đồ bỏ đâu. Chắc chắn cái thai này là của mày. Từ lúc nó yêu mày á, bụng nó mới thế này. Hôm nay á, mày mà không nhận á, tao quánh mày rồi tao lôi mày lên công an vì cái tội hấp diêm con gái tao. Tao nói cho mày biết trước nha, con gái tao á, chưa đủ 18 tuổi đâu. Bất nhiên không ai gì thưa, cháu không cho đâu. Cháu yêu con gái bác, cháu chưa được cái nào. Cái gì? Chưa được cái nào á, mà con gái tao có bầu này à? Con, nó đã được cái nào với con chưa? Rồi bố ạ. Được cái gì? Nắm tay bố ạ. Cái gì? Nắm tay mà có bầu á? Thế tóm lại, bây giờ là của thằng nào? Mày á, chắc lại còn thì của thằng nào nữa không? Đi về, về tao đánh cho mày trận. Thôi đừng đánh con. Đi, mày ra đây. Ngồi đây thế nào. Thế tóm lại á, cái thai này là của thằng nào? Bố ơi, con nói thật với bố, cái thai này thật ra là của anh gấu đốm bố ạ. Thế sao mày lại đổi cho thằng gấu xám? Bố ơi, thực ra con thích anh gấu xám.
Con yêu anh gấu xám hơn bố ạ. Con muốn anh đấy đổ vỏ cho con. Tao cũng đến lại mày, cái thằng gấu xám ấy vừa xấu vừa lé. Mà mày thích nó, mà mày thích nó sao mày không để cho nó nhảy một cái để cho có bầu, mà mày lại để cho thằng gấu đốm nhảy. Bố ơi, hôm đấy sinh nhật bạn, con uống say quá, con nhìn anh gấu đốm tưởng anh gấu xám nên con nhỡ chót trao cho anh gấu đốm bố ạ. Ôi, khổ thân thằng gấu xám, tí nữa thì tao cho nó cái gậy. Thôi được rồi, không cóc nữa, đi tìm thằng gấu đốm về đây, bố tổ chức đám cưới cho, nhanh lên, đi đi. Thôi, em leo núi, sao em lại khóc? Anh nhìn đi, anh nhìn cái bụng của em này, bây giờ nó to lắm rồi đấy. Ô, sao dạo này bụng em to thế, em bị bệnh à, hay là dạo này em béo bụng? Béo bụng gì mà béo bụng mà nó to như này à, em có bầu rồi. Thế em có bầu á, thế em có bầu với ai, của thằng nào? Bầu của anh chứ bầu của thằng nào, bố em đang đợi ở nhà kìa, gọi anh sang nói chuyện đấy. Thế á, thế đi luôn anh sợ gì? Đi. Bố ơi, bố, anh còn đồn đến rồi. Chào chào bác. À, thằng này, mày là con gái tao có bầu đúng không? Thế bây giờ mày định xử lý thế nào? Bác ơi, cái bầu này là của cháu sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ cháu sẽ về bảo bố mẹ, cháu mang chầu cau qua để xin phép cưới ạ. Được, mày là con rể của bố á, cực kỳ sướng luôn. Gà á, bố nuôi đầy vườn, thích, bố thì cho ăn. Thôi bây giờ gọi bố mẹ sang đây, xong rồi mang cầu trong đây, bố gả con gái cho, nhá. Vâng ạ. Còn mày ấy, lấy chồng rồi ấy, bỏ cái tính nắng lơ đi. Mày ấy mà phản bội nó, về tao đánh gãy chân ấy. Vâng ạ.